cho bí với hoa bí đi ăn nhá. Quả bí màu gì ấy con? Xanh lá. Ờ, màu xanh lá đúng rồi. Bí xanh. Quả bí màu xanh lá. Thank you.
trời ơi, con rắn này. Em bé ơi, con rắn to lắm. Ở đây này. Ở đây, sợ lắm. Sâu gió mấy. Sợ sâu gió không con? Bắt đầu nhé. Dạ. Mở lớn nè.
Rồi. Một quả nữa cho đủ 3 cân. Hả? Một quả nữa cho đủ 3 cân. Hả? Cái này thì to. Ê. Đã lớn rồi. 15 rồi. Núi. Núi còn khổng vào. Để em bé. Dạ. Bà lấy hai bó này à bà? Ấy suốt đấy. Ừ, thì lâu lâu nó vào quán. Ăn nhá. Chết rồi. Trước thì nó hay vào lắm, bây giờ lâu lắm không thấy. Không biết đi đâu. Đây nó lên rất mà. Chắc cũng hơn nữa. Hả? Còn chưa được 5 cân đấy. Đây quán đấy nốt đi. Đây đã ta. Cho một quán nữa. Để mày lên quá là sai à. Chúng ta hoàn thiện. Mình tự làm luôn à? Ừ. Cái này mình đã tự trồng mà. Ừ. Ta cầm cái mà. Ngoài xem. Ta từng cái lấy một cái. Giá ăn chứ. Ơi. Cái này nặng thì mới để cho em cầm. À, là bốn phải lấy cái đấy. Một quả gì ạ? 5.000 chị ạ. Nhiều. Có thể lẻ không? Đành nhìn hả sốc bỏ ốm, sốc chết bỏ ốm. Nhìn hả sốc bỏ giống là bỏ. Thank you.
ăn nhé. Cô cô. Ui. Kêu cô cô kêu. Ôi da da. Ôi da cô cô cô. Con tôm to chưa? Đấy. Tí nữa mẹ nướng cho em ăn nhá. Nhá. Ê. Cá mà cá. Cá to ấy.
Gặp chín rồi đấy con ạ. Mẹ thỏ đâu? Chào con. Thỏ đâu? Thỏ á, thỏ ngoài kia kìa con. Thỏ đâu thỏ? Nóng lắm con ạ. Cuối. Ừ, cô này. Con cá to nhất nhỉ? Ngon quá. Cái mắt. Ngon không con? Ừ. Ôi, hai mẹ con ơi, để vì ăn cơm ra. Anh đi đâu mà mang cả ba lô đi? Đi đây. Ôi nhỉ. Đi xe đêm đi làm công ty đấy, đi xa đấy. Nhá. Thế anh đã tìm được nơi xin việc chưa? Anh xuống đấy anh mới tìm rồi. Xuống đấy đi tìm việc. Thế mấy giờ đi hả anh? Chắc là xe 12 giờ đêm nó đi rồi. Thế ăn cơm với em đã xong hắn đi anh ạ. Thế là gì con? Anh ơi, ăn cơm với em xong à, cũng đi cho anh nhá. Ờ. Đi ăn cơm đi con. Đi đây con, để mẹ đó con đi. Ở nhà mẹ ngoan nhá. Ờ đi ăn cơm đi con đi. Ngồi xuống mẹ lấy cá cho em nhá. Em ăn cơm đi. Cá to. Ừ, cá to. To đây bố lấy cho. Cho duyên đấy nhỉ. Rồi, con gái ở nhà với mẹ ngoan nhá. Vâng. Này bố đi công ty đấy. Bố đi chắc là về mấy tháng mới về đấy. Có Sương phải không? Vứt đi nhá Sương, vứt đi nhá. Ăn cơm đi. Ừ. Ừ, vứt ra, vứt xuống đây, vứt xuống đây. Này em ăn đi. Vâng, vâng. Ừ. Đây con. Con lấy thìa ăn đi con. Ừ, cầm thìa ăn. Này em ăn đi. Vâng. Cẩn thận trường nha, Duyên nha. Em ăn đi em. Nè, tự nhiên đi. Anh ăn no nhá. Ừ. Ăn đi em. Hỏi ra đi con. Đi dậy. Cơm ăn nhá.
Rồi rồi. Chơi bô nhiều thì đó. Ui rồi nhỉ. Em no rồi nhỉ. No rồi. No lắm rồi nhỉ chứ nhỉ. Con nhá. Nhá. Em ở nhà chăm sóc con nhá. Vâng. Anh đi đợt này lâu không anh? Anh đi làm chắc là cuối tuần anh lại về với mẹ con nhỉ. Cuối tuần này bố lại về nhỉ. Ở nhà mẹ bảo ngoan nhá con nhá. Nhớ chưa? Ở nhà mẹ ngoan nhá. Bố đi làm bố kiếm tiền để về cho mẹ con nhá. Gửi cho hai mẹ con nhá. Ok. Ok. Nhỉ. Thế là con ở nhà ngoan nghe lời mẹ nhá. Vâng. Hả? Ở nhà nghe lời mẹ nhá. Vâng. Bố đi làm xa đấy, bố đi kiếm tiền đấy nhá. Ok. 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 Đi giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, anh đi đến mai anh hát ra viết thư về cho. Vâng. À, anh ra ngoài gọi mượn điện thoại gọi. Vâng. Con ở nhà ngoan nhé. Nghe lời mẹ nhé. Chạy máu. Ừ, chạy máu ấy, bố chạy máu ấy. Thôi anh đi đây không tí không kịp xe. Vâng, vâng, anh đi. Anh gửi ít tiền để em cầm. Thôi em không lấy đâu, anh cầm để đi, tiền. Cầm. Anh để tiền. Cầm cho anh, cầm cho anh. Mua chứa cho con. Anh để tiền để đi, còn lên đấy còn xin việc chứ anh. Thôi cầm đi. Anh đi đây. Nào. Anh đi nhá. Con bố nào. Bye nhá. Bố đi con. Bố đi làm okay. Sức khỏe nhá. Ờ, hai mẹ con là anh nhau. Bỏ. Bye mẹ nhá. Anh đi giữ gìn sức khỏe nhá. Ok nhỉ. Hôm nào anh nhớ bà nhá, bà con gái nhá. Đi nhá. Mẹ đi bà bộ bà trên nhá. Bố đi làm đây nhá. Chào bố. Bà đi. Bà con gái nhá. Ok, giỏi lắm nhỉ. Bố đi cẩn thận nhá. Rồi, bố đi luôn đây, không tí không kịp xe. Bố cho con tiền mua sữa đấy. Bố đi làm rồi. Bố đi làm rồi con ạ. Bố đi làm.